À, anh cái này bây giờ mà mình đóng thì hết khoảng bao nhiêu tiền anh? Hả? À, mình đóng cái ra vậy nè. Ồ. Có lý ha. Đâu anh Ben lên coi cái kết cấu của nó. Ủa. Ga nhỏ thôi anh. Không lên rồi. Ga nhỏ thôi. Anh nghĩ cái gì á này? Anh nghĩ nó không đúng cái gì á. Xe này không phải của anh làm nha, không đúng cái gì á. Nó nói sao nó không bên lên được. Hả? Không bên. À, khóa rồi. Khóa nhà mà. À. Ủa, khóa tùm lum vậy hả? Xe này sửa cho họ hả? À, sửa cho họ. Cái này mình đóng hết nhiêu anh? 25 triệu. Hả? 25 triệu hả? Là dời hộp số dời. Mà bỏ là được bao nhiêu? À, 25 triệu là tiền công á hả? Còn bộ đó mua đồ giỏ thì làm nhặt. Hết luôn hả? Sao rẻ vậy ta? Hả? Dạ, rẻ quá hả? Có 25 triệu à? Cái đầu này thì mua mắc đúng không? 180 triệu. Cái đầu này cái mai cũng có mà lợi nhỏ. À, cái này 34 là 34 ngựa nè. 34 ngựa. Dạ. Yeah. Sơn lại cho nó nữa. Sơn lại nè. À. Ủa sao cái này chắc hết, em nghi hết dầu rồi, hết nhớt rồi. Nó hết nhớt rồi lơ bơm hết, nó lên hết ben hết nổi rồi. Tắt máy đi cậu, hư bơm anh. Dạ. À vậy hả? À mình không kéo nó không lên hả? Đó, người ta dời cái hộp số của cái đít máy cài nè, dời ra sao. Rồi chế cái lắp kéo. À, chế cái lắp kéo từ từ đằng sau. Từ đằng trước kéo ra tới đằng sau này luôn. Kéo ra đằng sau này. Rồi các bạn nào mà nếu mà muốn chế cái xe như vậy thì lên trên cầu đất nha. Lên cầu đất của
lên cầu đất của Đà Lạt, lên cầu đất của Đà Lạt ché các bạn nhé.